Và một vụ tai nạn xảy ra ở tỉnh Thanh Hóa vì tránh xe ba gác trong khi đang chạy với tốc độ cao. Chiếc xe ben đã không làm chủ được tay lái và đã lao lên vỉa hè nên sụt xuống cống suýt đổ gây hỏa cho người dân. Cụ thể, sự việc xảy ra vào ngày 30 tháng 3 trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Camera an ninh ghi lại cảnh đang trên đường lưu thông khi chiếc xe ba gác đánh lái để tránh chiếc xe tải qua đầu. Đúng lúc này, xe ben đi đến không làm chủ được tốc độ và đã lao lên vỉa hè làm sập cống. Số chút nữa chiếc xe này đã đổ ập vào nhà dân. Rất may vụ tai nạn này không gây thương vong về người. Sau vụ việc, xe ben bị mắc kẹt trong nhiều giờ và lực lượng chức năng sau đó đã đến xử lý hỗ trợ các phương tiện này.